随风飘荡，随着一生里的浪，你我在重叠那一刻，顷刻各在一方。缘分随风飘荡，缘尽此生也守望，你我在凝望那一刻。 Cảm ơn mọi người đã đến với kênh radio kể chuyện ngôn tình đêm khuya Trường Tác Khứ Niên Hoa, để giúp cho ngôi nhà của chúng ta có thêm nhiều thành viên, thêm nhiều sự ấm áp. Mọi người giúp chúng mình nhấn đăng ký và biểu tượng chuông để nhận được thông báo ngay khi có lịch kể chuyện kế tiếp, cũng như nhấn nút like và cố gắng tương tác nhiều hơn với chúng mình bằng cách để lại comment dưới các video nhé. Gia đình Trường Tác Khứ Niên Hoa có thêm được nhiều thành viên mới sẽ là nguồn động viên tinh thần tuyệt vời để ban biên tập có năng lượng bền bỉ tạo thật nhiều chương trình thú vị, thư giãn cho mọi người khi cùng đồng hành cùng nàng hàng mai và vị thần của nàng ấy nhé.